Tạm giữ tài xế lái ô tô tông vào quán bánh mì. Sáng nay, Thượng tá Trần Văn Tám, trưởng Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, bước đầu đã xác định tài xế ô tô điên có sử dụng cả rượu bia và ma túy khi lái xe. Sau khi gây tai nạn, tài xế Lương Duy Tân, 42 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê đã rời khỏi hiện trường. Sau khi được lực lượng đưa về đồn, kiểm tra xác định tài xế Tân có sử dụng bia rượu và dương tính với chất ma túy. Lãnh đạo công an quận Thanh Khê cho hay hiện cả phương tiện và tài xế Lương Duy Tân đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Khoảng 18 giờ 30 chiều qua, ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường Điện Biên Phủ theo hướng từ quận Hải Châu đi quận Thanh Khê. Khi đến đoạn giao với đường Lê Độ, ô tô bất ngờ bị mất lái tông vào xe ô tô đang lưu thông cùng chiều trên đường. Chưa dừng lại, xe tiếp tục với tốc độ cao lao vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh mới dừng lại. Lúc này, bên trong tiệm có nhiều nhân viên đang làm việc. Vụ tai nạn khiến 6 người bị thương, ngay sau khi xảy ra tai nạn người dân cùng chính quyền địa phương đã tích cực đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu